Xin chào các bác nông dân. Hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với các bác một sản phẩm tuyệt vời để phòng trừ bệnh phần trang và thán thư cho cây trồng. Đó chính là Goruden 350cc. Bệnh phần trang và thán thư, nghe tên thôi là các bác cũng biết chúng nguy hiểm như thế nào rồi phải không? Chúng có thể gây thiệt hại nặng nề cho vườn cây nếu không được xử lý kịp thời. Goruden 350cc sẽ là vũ khí lợi hại giúp các bác bảo vệ cây trồng của mình. Trước khi sử dụng, các bác nhỏ pha loãng thuốc nhé. Tỷ lệ pha là 10ml Goruden 350cc, cho mới 10 lít nước. Khuấy đều tay cho thuốc tặn hoàn toàn nha các bác. Khi phun thuốc, các bác nhỏ phun đều lên toàn bộ cây, nhất là những khu vực bị bệnh nặng. Để tránh làm cháy lá, các bác nên phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. An toàn là trên hết. Khi phun thuốc, các bác nhỏ đeo khẩu trang và găng tay để bảo vệ sức khỏe nhé. Goruden 350cc không chỉ trị dứt điểm phần trắng và thán thư, mà còn giúp cây phát triển khỏe mạnh nữa đấy. Nhờ khả năng thẩm thấu nhanh và tác dụng kéo dài, Goruden 350cc sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các bác trong suốt mùa vụ. Cuối cùng, để sử dụng thuốc hiệu quả và an toàn, các bác hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ đúng liều lượng nhé. Các bác muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, truy cập ngay duraplantum.vn để biết thêm chi tiết. Chúc các bác một mùa vụ bội thu, cây cối xanh tươi, khỏe mạnh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.